Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo kế hoạch mua 18 hệ thống pháo phản lực SIMAS của Mỹ giữa lúc căng thẳng leo thang ở hai bờ eo biển. Đài Loan đã đặt hàng thêm 18 hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao M142 SIMAS từ Mỹ. Đài Loan cũng cho biết Mỹ đang đẩy nhanh việc cung cấp các hệ thống này cho hòn đảo. Theo kế hoạch, Đài Loan sẽ nhận thêm 18 hệ thống SIMAS và các thiết bị khác như một phần của dự án mua các hệ thống tấn công hỏa lực tầm xa có độ chính xác cao. Sau khi mua thêm từ Mỹ, số hệ thống SIMAS của Đài Loan sẽ tăng lên 29. Vào tháng 3 năm 2020, Đài Loan đã đặt mua 15 hệ thống SIMAS từ Mỹ. Vào tháng 10 năm 2020, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ quân sự bán 11 hệ thống M142 SIMAS và các thiết bị liên quan cho Đài Loan. M142 SIMAS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, được phát triển từ tổ hợp M270 MLRS. Mỗi hệ thống SIMAS được biên chế kíp vận hành 3 người, có thể mang 6 quả đạn M31 cỡ nòng 227mm với tầm bắn 70-80km hoặc một tên lửa chiến thuật MGM-140 ATACMS có khả năng đánh trúng mục tiêu cách 300km. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đầu tháng này đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ những động thái hợp tác quân sự gần đây giữa Mỹ và Đài Loan, đồng thời cảnh báo những hành động này có nguy cơ biến eo biển Đài Loan thành một thùng thuốc súng, gây ra bất ổn trong khu vực.